Năm 2009, chương trình phòng chống phong của tỉnh Lâm Đồng được Bộ Y tế và Viện Gia liễu Phúc Tra công nhận loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, để được công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện, thành, công tác phòng chống bệnh phong tiếp tục được ngành y tế Lâm Đồng triển khai trên quy mô toàn tỉnh. Cho đến thời điểm này, tỷ lệ lưu hành bệnh phong ở Lâm Đồng đạt dưới 0,2 người trên 10.000 dân. Và với kết quả này, nhiều địa phương trong tỉnh cơ bản đạt các tiêu chí đã đề ra. Cho đến thời điểm này, trừ huyện Bảo Lâm, 11 huyện thành khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều đạt 4 tiêu chí về tỷ lệ lưu hành bệnh phong, công tác chăm sóc tàn tật, hòa nhập cộng đồng và bố trí nhà ở cho bệnh nhân phong. Do là huyện duy nhất chưa đạt được các tiêu chí để có thể công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện, thành, nên công tác chủ động tiếp cận, tìm bệnh nhân để quản lý điều trị, hỗ trợ họ để tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm thực hiện trong thời gian gần đây. Đến giờ này thì cũng là một năm bây giờ là nhà nước thì cũng quan tâm cấp thuốc như vậy để tôi uống xong thì cũng dần dần một năm thì đang bớt như vậy dần dần. Sự hợp tác trong điều trị của các bệnh nhân không những tạo điều kiện cho ngành y tế kiểm soát được bệnh phong, mà còn là cơ hội tốt để những người thân trong gia đình cùng được thăm khám, phát hiện sớm bệnh phong nếu có biểu hiện mắc bệnh. Việc định kỳ chủ động đến nhà bệnh nhân hay phối hợp với Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lâm Đồng chẩn đoán những ca bệnh khó chính là một trong những nỗ lực chung của toàn ngành y tế hướng tới đạt mục tiêu loại trừ bệnh phong cấp huyện, thành, đồng thời hỗ trợ khó khăn cho tuyến y tế cơ sở. Về cái quản lý thì là quản lý rất là chặt chẽ, 100%, chăm sóc tàn tật. Mỗi khi mà bệnh nhân có phản ứng phong thì 14 ngày là phụ xuống thăm hỏi và theo dõi tàn tật như thế nào là cho thuốc thêm. Về cái phần mà cũng có một số khó khăn là một số bệnh nhân thì họ cũng chưa có được tự giác lắm. Có một số bệnh nhân mà số ít thôi thì khi mà họ bị phong thì mình đã cấp ở tuyến trên đã chẩn đoán, rồi tuyến dưới cũng chẩn đoán điều trị, nhưng mà có điều là họ cũng chưa hiểu hết, thành ra họ giấu bệnh. Riêng Bảo Lâm thì có một ca, nhưng mà tới bữa nay thì theo của y tế cơ sở cũng đã làm việc tích cực, đã giáo dục truyền thông giáo dục sức khỏe bệnh nhân, thì đến bữa nay thì cái ca đó thì họ hợp tác với mình. Có thể nói, từ khi triển khai chương trình phòng chống bệnh phong vào năm 1990, bằng phương pháp đa hóa trị liệu, tỉnh Lâm Đồng đã điều trị khỏi cho hơn 1.500 người mắc bệnh, và bệnh phong không còn là vấn đề y tế cộng đồng. Để có kết quả này, nhiều hoạt động như công tác phát hiện bệnh nhân phong mới, quản lý, điều trị và chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân phong, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng, hoạt động phục hồi chức năng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho bệnh nhân phong, tái hòa nhập đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Điều quan trọng là tất cả những bệnh nhân phong mới phát hiện trong hơn 10 năm trở lại đây đều không bị tàn tật, do công tác quản lý, chăm sóc bệnh nhân được nâng lên một bước. Lúc đầu thì con bị mổ ở gót chân, xong rồi con đi mổ. Mổ xong rồi con nằm viện, xong rồi khỏi. Xong rồi nó lại tái lại. Xong rồi con xin phép con nằm viện ở đây và điều trị. Chương trình tiếp tục duy trì phấn đấu về công tác phát hiện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác chăm sóc phục hồi chức năng kinh tế xã hội cho người bệnh. Vì vậy, tỉnh đến nay là 2015, thì tỉnh chúng ta đã có được 11 trên 12 huyện thị thành phố đạt 4 tiêu chí của Bộ Y tế về công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện và thành phố. Vì vậy, tỉnh đã chia ra thành 3 giai đoạn. Trong năm 2015 này, thì tỉnh chúng ta sẽ kiểm tra công nhận 4 huyện là Lạc Dương, Đơn Dương, Đà Lạt, thành phố Đà Lạt và huyện Đam Rông. Thì có thể nói tỉnh Lâm Đồng là một cái tỉnh đầu tiên của khu vực là B2, khu vực miền Nam cũng như là miền Trung là tỉnh được đạt cái tiêu chí loại trừ bệnh phong cấp huyện của thành phố sớm nhất. Theo số liệu thống kê, hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang quản lý 196 bệnh nhân phong, trong đó có 9 bệnh nhân đang được đa hóa trị liệu và 186 bệnh nhân được chăm sóc tàn tật. Vì có 100% bệnh nhân mới phát hiện bệnh được điều trị và 100% bệnh nhân được quản lý chăm sóc tàn tật tại cộng đồng, nhất là các nhân viên y tế cũng như bệnh nhân nhận biết các dấu hiệu bệnh phong và phản ứng phong, nên các ca bệnh được phát hiện sớm, kịp thời, cắt đứt được nguồn lây ra cộng đồng. Những kết quả này một lần nữa khẳng định Lâm Đồng đang và sẽ hoàn thành chương trình loại trừ bệnh phong cấp huyện theo lộ trình từ nay đến năm 2017.